Perfect Stranger là một cái bộ phim dramedy của Ý và nó đã được làm ở rất là nhiều nước và nó rất là thành công. Vấn đề của bộ phim này nó là sẽ đem đến cho khán giả là những cái trải nghiệm về diễn xuất, nó là một cuộc chơi của 7 diễn viên trong ở một cái bối cảnh duy nhất, và cái kịch bản chính là cái thứ mà sẽ giữ chân họ lại.